mến chào các bạn. Hiện tại thì mình đang ở Phước Ninh. Bây giờ mình sẽ quay chiếc 892. Quay chiếc 892 chở bún mì cái quay. Ồ, cho nó xuống rồi. Ê, cái đường ve nha, ve nguy hiểm á. Đi đổ nha các bạn. Dương nóng đó rồi. Đậu nó chắc luôn rồi. Lên một ít khu vực trên này các bạn là xong là chắc đi đổ luôn. Hello, dính lè thấy mẹ luôn. Ngày nào cũng dính. Hello gì, xin chào bạn. Đây là mì 140 nha các bạn. Bây giờ tao nói mày mà tính chẳng thà chiếc cuối cho đi xa tao không. Bây giờ mà đây hai chiếc đủ quýnh cái mức mà mù vô luôn. Rồi cái chiếc sau đổ gành. Giờ đủ má một chiếc xe đi mà giờ đi xuống dưới là hai chiếc không? Thấy không? Ờ vậy được, đúng má chứ mà đóng mà cái mày đi đu đu theo nó dưới này đủ mẹ tới tư mới giờ đây luôn rồi là xong luôn. Cũng lớn đủ à. À cái này chỗ gò á. Đóng này 4 cần 5 cần. 4-5 cân nữa. Bên kia, lên. Được. Sáu bự đậu tràn đúp luôn rồi. Được đâu đâu. 50. Được đâu? Đó đó, thằng đó đó. Nhà đóng bẩn luôn. Đậu quay vòng ghế không kìa, nó như đây là nhậu thấy bà đậu luôn á. Đâu rồi? Trên xe đó. Trên xe à? Bên này bao nè. Bao đâu không thấy đâu. Mà tao bắt nhiều dữ vậy hả? Dữ nhiều, có nhiều chứ sao? Quay ghế không? Quay ghế tao nói đủ mẹ mấy trăm khổ với bạn đéo có đủ. Trời, đủ mà nó đặc sản đó cu. Nó mình nghèo đó, mình đâu có nghèo đâu. Mấy cái thằng cái gì? Ở đây như mua cái tờ đặc hàng á. Đó vô nhà hàng thử ơi, tiền không á. Ừ. 300.000 ký. 1 ký 300.000 á, chứ rẻ đâu. Mắc nó chứ không rẻ đâu. Qua vào kia có cầm bọc lớn à. Ông kia nó có triệu mấy á. Kênh kênh này tên gì anh về coi bạn thử coi. Thiện Vũ TV. Cái gì chứ? Thiện Vũ TV. Đây. Lùng lên phát thế à. Quay cho các bạn xem dòng chiếc 892 ha. Một này thì cũng lớn nha các bạn. Từ giác 4 mét nha. .938 lớn, vỏ lớn mà đều không 16.9 không nó ốm.
rồi trước đó là 13, 13.620, 892 của đề của Hyundai, 892 này đợt mấy đây? Là 8 hay là 9 thấy không rõ. Cái bên nó đơn giản. Cái dòng này nó không có máy lạnh các bạn. Xe quạt gió. Tôi quay trên bạn mạc dòng mới giờ cũng gì, cũng không có máy lạnh. Đặt cái rỗng ngay gần gần giữa đất luôn rồi, canh canh giữa đất chạy. Chúng bên hai bên. Ừ. Nó ra nghe nó khè 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 nó chạy ra đặng cho chạy đi vô, chạy vô đặng chết đi nó mày chạy vô ra nổi không mày kia nó chạy ra mày cứ chạy quanh vô nữa. Con ra nữa hả? Ủa rồi vô đó lấy mấy tháng mày mà không chích đó. Lấy nhóc nó ra chạy ra đi. Trời ơi. Bữa nay mà nó dành còn bể gì nữa mà bể. Ừ, hôm nay con 3 bữa, cái xuống đây 3 bữa làm bên đó. Rồi chị là giờ đi đi đổ luôn các bạn ơi. Lấy khúc phía ngoài gần đây à, chút xe nhẹ mới dê vô trong. Giờ xe nặng hết đám dê vô rồi. Xe luôn, hồi đủ mày không cầm được. Đó đi. Đó luôn đi, chạy vô